Sáng ngày 23 tháng 5, Ban chỉ đạo diễn tập thành phố tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập chiến đấu, diễn tập bảo đảm tác chiến trong khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2024 cho một số xã phường, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập thành phố và các đơn vị tham gia diễn tập năm 2024. Theo kế hoạch năm 2024, thành phố có Trường Đại học Sao Đỏ, Trung tâm Y tế thành phố, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tham gia diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố tham gia diễn tập bảo đảm tác chiến trong khu vực phòng thủ thành phố, Phường Cổ Thành tham gia diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thời gian diễn tập được tổ chức trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024. Nội dung diễn tập bao gồm các vấn đề huấn luyện như cấp ủy chính quyền các xã phường, cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, đảm bảo cho lực lượng vũ trang chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ thường xuyên lên cao, xử trí bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cao lên toàn bộ, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến và thực hành đánh chiếm lại mục tiêu bị lực lượng bạo loạn chiếm giữ. Bảo đảm giao thông, vận tải, xây dựng cho các nhiệm vụ A, A2, A4 của thành phố. Xử lý tình huống khẩn cấp về mưa lớn kéo dài gây ngập úng, sạt trượt mái đê, diễn tập thực binh tìm kiếm cứu nạn trên sông, sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực ngập úng, khắc phục hậu quả sau bão lũ. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban tổ chức diễn tập và bộ phận giúp việc ban chỉ đạo. Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được phân công, các ngành địa phương nghiên cứu kỹ văn bản kế hoạch, phối hợp chặt chẽ hoàn thiện hệ thống văn bản. Cơ quan thường trực Ban chỉ huy quân sự thành phố hướng dẫn ban tổ chức, tổ đạo diễn, các cơ quan đơn vị và các xã phường xây dựng hệ thống văn kiện, phương án, đáp án diễn tập, dẫn dắt diễn tập sát với tình hình thực tế tại địa phương đơn vị. Trong quá trình diễn tập, cần đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật và tài sản của nhân dân. Các thành phần tham gia diễn tập cần chấp hành nghiêm hướng dẫn của Ban chỉ đạo về công tác diễn tập, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ diễn tập trong tháng 8 năm 2024, qua đó góp phần làm cho công tác diễn tập bảo đảm tác chiến trong khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn năm 2024 trên địa bàn thành phố đạt kết quả cao.